nói một điều, lấy anh đi để thôi đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời, mình cưới nhà anh với em chỉ cần anh thôi. Yêu anh mất rồi, chưa bao giờ nguôi, mình sinh ra để thành đôi. Đi ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chần chờ gì chồng ơi em đây, chần chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, anh sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, say. Yes, I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có nhau. Tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chần chờ gì chồng ơi em đây, chần chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes, I do. Một giờ năm phút là xe chuyển bánh thì không các bà, mà ai được trong cái sự lời mời của gia đình thì chúng ta sắp xếp quần là áo lượt thì là đẹp đẽ kẻ vẽ thế nào để chúng ta lên đường thì mời gọi cho cháu. Còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn năm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút say. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn năm say. Yes I do, anh yêu em trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bắt đầu, dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em vì làm dâu, ngày lành trong tháng trầu cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì gần ngày chi một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Trời
trai tài gái sắc, đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Được sự tác hợp của hai bên gia đình, ông bà Trinh Mạnh và ông bà Quyến Loan, hôm nay hai gia đình đã chọn được ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ ăn hỏi cho hai cháu. Tôi được sự ủy quyền của gia đình ông Trinh và bà Mạnh đại diện cho quan viên hội nhà trai chúng tôi, trước hết là có cơ chầu dâng lên cáo yết gia tiên tổ đường và trình lên các bộ các lễ nghi thủ tục như hai bên gia đình đã được thống nhất, và chúng tôi xin phép báo cáo với các bộ và tiếp tục những lễ nghi để hoàn thiện cho tới ngày thành hôn của hai cháu. Cuối cùng tôi xin lần nữa xin chúc sức khỏe các cô, các ông, các bà một lời chúc sức khỏe thành đạt. Tôi xin trân trọng hơn. Xin được trân trọng cảm ơn vị đại biểu đại diện đoàn đại biểu của gia đình nhà trai đã giới thiệu về thành phần đoàn đại biểu của gia đình nhà trai với tất cả các sĩ đi đủ đầy lễ ăn hỏi được chuyển tới từ gia đoàn đại biểu của gia đình nhà gái, và giới thiệu về tất cả các thành phần chủ chốt trong đoàn đại biểu của gia đình nhà trai, và cũng có đôi lời phát biểu. Kính thưa các quý vị đại biểu, thật đúng là hôm nay sum họp chúc mai, con ông đã tỏ đường đi lối về, lời thề son sắt thủy chung phải chăng duyên phận tơ hồng trời xe, anh về thưa với mẹ cha để đôi ta được làm con một nhà. Và hôm nay đôi bạn chung nhà khác gì ông bướm cạnh kề bên nhau, một lòng đi hội cầu may để duyên đôi bạn đắm say tình nồng, chỉ vì cái sợi tơ hồng xe duyên nên nghĩa vợ chồng. Từ đây sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại biểu đại diện đoàn đại biểu gia đình nhà gái chúng tôi sẽ giới thiệu về thành phần đoàn đại biểu của gia đình nhà gái tiếp đón đoàn đại biểu của gia đình nhà trai, và có đôi lời phát biểu chấp thuận tất cả các sĩ lễ đoàn đại biểu của gia đình nhà trai chuyển tới. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, trước hết cho phép tôi xin được thay mặt gia đình xin gửi lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe năm mới tới các cụ, các bác, các anh, các chị, và xin mời bác, anh, các chị mời nước. Thay mặt cho gia đình nhà gái, chúng tôi xin được giới thiệu thành phần của gia đình nhà gái tôi như sau. Ngồi bên tay phải tôi đây là hai anh Hoàng Tuyến, thân sinh hai cháu Oanh. Tiếp theo là ông nội của cháu Oanh, và tiếp theo nội cháu Oanh là bà ngoại của cháu Oanh, và tiếp theo bà ngoại cháu Oanh là ông Trọng của cháu Oanh, và có đầy đủ các bác, các anh, các chị bên nội, bên ngoại và các bạn thanh niên nam nữ của hai cháu. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, các bác, các anh, các chị, hai cháu trong suốt quá trình thời gian yêu thương tìm hiểu được sự thống nhất của gia đình và sự bàn bạc trao đổi và đi đến thống nhất của hai gia đình chúng tôi thì sẽ tiến hành tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu và thống nhất chọn ngày tốt để chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Hôm nay qua ý kiến của vị đại diện cho nhà gái thì trước hết là chúng tôi xin chấp thuận cái lễ mà họ gia đình nhà trai đã mang đến đây để tổ chức lễ ăn hỏi cho hai cháu, và một lần nữa thì xin được cảm ơn các cụ, các bác, anh chị và đặc biệt là gia đình nhà trai đã đến và đảm bảo các thời gian cũng như là các thủ tục và giữa hai gia đình, hai họ đã bàn bạc và thống nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn vị đại biểu đại diện đoàn đại biểu gia đình nhà gái chúng tôi, cũng có đôi lời cảm ơn tới sự hiện diện đoàn đại biểu của gia đình nhà trai, tất cả các quý vị đại biểu, các vị khách quý đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình trở về tư gia đoàn đại biểu gia đình nhà gái ngày hôm nay để chúng ta dự sính lễ ăn hỏi. Và ông cũng đã thay mặt cho đoàn đại biểu của gia đình nhà gái chấp thuận tất cả các sính lễ đủ đầy lễ ăn hỏi đoàn đại biểu của gia đình nhà trai chuyển tới ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, thật đúng là trầu này ăn thật là cay, dù đậm dù nhạt dù cay dù nồng, dù ai chưa vợ chưa chồng nhớ ăn một miếng để tơ hồng xe duyên, mà cầm lược thì nhớ tới gương, cầm khăn nhớ nón nằm giường nhớ ta, đông qua xuân lại đến rồi, chúc cho hai bạn trọn đời. Từ đây hai nhân vật chính đoàn đại biểu của gia đình nhà trai và nhà gái ngày hôm nay đã có mặt tại tư gia đoàn đại biểu của gia đình và sẽ ra mắt tất cả các quý vị đại biểu sau tất cả các sính lễ trao và nhận. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật dài để trân trọng cảm ơn sự hiện diện của tất cả các quý vị đại biểu, cũng như chúc phúc hạnh phúc cho hai cháu. Sau đây xin được trân trọng kính mời người mẹ thân sinh của tân lang Thành Trung và người mẹ thân sinh của tân nương Kim Anh đứng dậy để chúng ta chào sính lễ ăn hỏi. Xin trân trọng kính mời. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chi ngày anh quyết cưới em liền tay đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em vì làm dâu.
ngày lành trong tháng, chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn bạc. Ôi dù quá xa em ơi, rồi mừng mình nâng ly, ngày mình vui quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết luôn. Kiều già ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ giàu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về Vinh, anh hứa yêu em mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em dìu đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê kiều già ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cười để đó anh lo. Cần đôi tay ôm lấy em và ra đêm để những chốn yêu xa ngàn mây. Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày, chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong, chẳng ôm được thế giới, liệu em có yêu không? Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người. Và sau đó chúng tôi và xin phép dâng lên cây trầu để xin định ngày cưới vào ngày 24 tháng 1 của năm nay. Thì xin phép để các cụ câu các bà để tiếp nhận lễ nghi và đúng khoảng 11:30 ngày 24 tháng 1 này thì chúng tôi có mặt tại hôn trường của nhà gái để chúng tôi xin phép cháu Oanh về trên hôn trường của nhà trai chúng tôi để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Cùng anh ta đi đến đâu cũng được. Nếu như một ngày